Các bạn đang nghe tác phẩm Đánh giá lại một số tài liệu về thời kỳ Tây Sơn, tác giả Nguyễn Duy Chính, thực hiện ban biên tập trang web vietsu.org, qua giọng đọc của cộng tác viên Việt Sử. Phần 1, một thời kỳ khuyết sử. Nói đến thời kỳ Tây Sơn, hầu như người Việt Nam nào cũng nghĩ ngay đến giai đoạn hào quang dân tộc chói sáng qua chiến thắng lẫy lừng đánh bại đoàn quân Thanh thiện chiến và đông đảo trong chớp nhoáng. Việc miêu tả thiên an hùng ca như những huyền thoại được lặp đi lặp lại, không bao giờ nhàm chán. Theo thư mục về Tây Sơn, Nguyễn Huệ do Nguyễn Chí Sơn sưu tập thì cho đến năm 1988 đã có 1623 công trình viết về Tây Sơn. Con số đó đến nay ắt hẳn đã gấp bội và người ta viết về Nguyễn Huệ nhiều hơn bất cứ danh nhân nào trong lịch sử các triều đại của nước ta. Thế nhưng đây cũng lại chính là thời kỳ mà sử sách nước ta đầy rẫy những chi tiết trái ngược với sử nước ngoài, và ngay trong quốc sử cũng không hoàn toàn đồng nhất. Nhiều câu hỏi không tìm thấy câu trả lời, và hầu như những nhà nghiên cứu chỉ tìm những chi tiết phù hợp với quan điểm của mình mà bỏ qua những chi tiết không ăn khớp. Thời đại Tây Sơn là một giai đoạn khá đặc biệt. Có lúc trên giải đất Việt Nam hiện hữu đến 4 chính quyền từ Nam ra Bắc, mỗi triều đình cai trị một vùng, đánh lấn nhau mong được làm bá chủ. Người chiến thắng sau cùng là chúa Nguyễn Ánh ở phương Nam, lên ngôi lấy niên hiệu là Gia Long, mở ra triều Nguyễn. Trong tranh đoạt quyền hành, kẻ thắng là vua, kẻ thua là giặc. Cho nên nếu như sử nhà Nguyễn có miêu tả thời đại Tây Sơn với những nét thấm màu, điều đó cũng dễ hiểu. Có điều giai đệ này lại hoàn toàn khác với những lần đuổi hô tranh đỉnh khác. Vua Gia Long mở nước không phải là một người bình dân đi lên, ông thuộc dòng chính thống của chúa Nguyễn đã từng làm chủ Nam Hải hơn 200 năm. Tuy nhiên, lần bị truy bức phải chạy ra nước ngoài sống lưu vong, nhưng theo danh nghĩa, triều đình chúa Nguyễn không bao giờ bị đứt đoạn. Trên giấy tờ giao thiệp, chúa Nguyễn vẫn dùng niên hiệu Cảnh Hưng của nhà Lê, mặc dù trên thực tế nhà Lê không còn nữa. Có thể nói, hầu như chúa Nguyễn ít nhiều vẫn phải dựa vào danh nghĩa phản Tây Sơn, phục Lê, không khác gì Trịnh Thành Công với lá cờ phản Thanh, phục Minh ở Đài Loan, với mục đích cụ thể là quay trở lại được thời kỳ vinh quang mà họ Nguyễn làm chúa ở miền Nam, đối đầu với họ Trịnh ở phương Bắc. Tâm lý chăn trở đó khiến ông đã có thời kỳ đóng vai thuộc quốc của Xiêm La, chiều cống cấy vàng bạc như nhiều tiểu quốc khác. Hành vi hại mình đó có thể coi như ẩn nhẫn chờ thời, việc mượn quân Xiêm hay cầu viện nước Pháp, có người xem như quyền biến biết khai thác thời cơ, mặc dù không hiếm những sử gia nghiêm khắc đã kết án ông, cống rắn cắn gà nhà, bén nước. Đến khi thừa thắng xông lên, chúa Nguyễn khôi phục không chỉ phần đất của ông cha là Đàng Trong mà còn chiếm luôn cả Đàng Ngoài, làm chủ toàn bộ từ Nam Quan đến Cà Mau, thống nhất đất nước, chấm dứt hơn 200 năm phân biệt. Hoàn thành đại công này bắt nhà Nguyễn phải cố gắng nêu cao sự chính thống, nên không coi mình như một triều đại mới mà nhấn mạnh vào sự tiếp nối kéo dài liên tục từ Nguyễn Kim đến Nguyễn Ánh. Viết sử về họ Trịnh ở miền Bắc thì vị thế hai bên đã rõ ràng, mỗi đảng làm chúa một phương. Thế nhưng nhà Tây Sơn thì lại khác, họ không chỉ là kẻ đối đầu tranh đoạt ngôi vị ở trong Nam mà còn gây nên nhiều mối thù, bất cộng đã thái thiên, chủ động những săn đuổi lắm. Lúc tưởng như dòng họ Nguyễn sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, chính vì chỗ khúc mắc đó, nhà Nguyễn không công nhận triều đình Tây Sơn, dù Thái Đức, Quên Trung hay Cẩn Thận, Bảo Hưng là chính thống. Họ chỉ được coi như một chính quyền tạm thời, một ngụy triều, tiếm ngôi, một loại bệnh thuần lạc tử, giấy loại mà thôi. Khi bắt được vua tôi nhà Tây Sơn, vua Gia Long đã áp dụng những hình phạt dành cho kẻ nghịch thần, chứ không coi họ như một đối thủ bị thất thế. Đó chính là ý nghĩa của lễ hiến phù và bản án voi dày ngựa xé, ngũ tượng phân thi đối với vua tôi Cẩn Thận, mà nhiều người, kể cả giới sĩ được chứng kiến, đã cho rằng quá hà khắc. Dù đối phương có thể làm chủ hầu như toàn bộ đất nước, xây dựng một mô hình hành chánh quân sự ngoại giao, tạo được một vị thế xứng đáng không phải chỉ với những quốc gia trong vùng mà cả với Trung Hoa, nhà Nguyễn vẫn không công nhận Tây Sơn như một triều đại đã qua. Có nhắc đến chỉ vì họ là phía bên kia của những trận đánh để rút kinh nghiệm hay răn đe, và hoàn toàn không hề đề cập tới khi hai bên hưu chiến, coi như triều đình Tây Sơn không hề hiện hữu. Nói tóm lại, sử gia triều Nguyễn chỉ coi Tây Sơn chỉ là một đám giặc lớn, mà sự ghi chép về họ là một điều bất đắc dĩ,
có chăng chỉ để làm nổi bật tài trí và nối dây nên của chúa Nguyễn trong quá trình khôi phục Giang Sơn. Nhiệm vụ chính yếu của các sử thần không phải để ghi lại hiện trạng những gì đã xảy ra trên đất nước Việt Nam, mà là xác định thiên mệnh thuộc về triều Nguyễn, xác lập một nền văn hóa chính thống của triều đại mình, như tiến sĩ Philip Langevin đã nhấn mạnh. Khi vua Gia Long lên ngôi, ông ra lệnh hủy diệt hết tất cả những dấu tích mà đối phương xây dựng khi ông còn vong gia thất thổ, cả vật chất lẫn tinh thần. Những năm đầu của triều đại không thể không mang không khí khủng bố làm tiêu ma những người nào còn hoài vọng một thời kỳ đã qua. Ngay cả công thần đã cùng ông nằm gai nếm mật vào sinh ra tử, nhưng chỉ một duyên cớ nhỏ nhặt cũng có thể bị nghi là âm mưu chống lại triều đình, đưa đến cái hoại diệt vong. Ủng hộ với kẻ cụ thù nên bất cứ liên hệ lớn nhỏ nào với ngụy quyền đều có thể trở thành vọng tội. Việc truy quét đó không phải chỉ một lần mà còn được lặp lại ở những vị vua kế tiếp cho đến khi mầm mống đối nghịch hoàn toàn không còn một dấu tích. Một chính quyền với đầy đủ quyền lực nhất định xóa sổ quá khứ thì không gì mà không làm được, lắm khi kẻ thừa hành còn làm quá cả những đòi hỏi của cấp trên. Mãi đến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khi người Pháp chiếm Nam Kỳ làm buộc địa thuộc địa, Bắc Kỳ thành một xứ bảo hộ và ngai vàng tại Huế chỉ còn là một biểu tượng, các nhà nho mới bắt đầu tháo gỡ quan niệm chính thống ngụy triều kéo dài từ 100 năm qua. Người đầu tiên có lẽ là dành cho miền Bắc, tiến sĩ Đặng Xuân Đảng mạnh dạn lên tiếng phê phán tính chất chính thống đó và yêu cầu xét lại vị thế của 15 năm nhà Tây Sơn. Việc thẩm định lại khiến người ta phải tái lượng giá không chỉ một số hành động quân sự mà cả tổ chức xã hội ngoài tầm kiểm soát của chúa Nguyễn trước khi ông chiến thắng, trong đó bao gồm toàn bộ sinh hoạt kinh tế, ngoại giao, quân sự, chính trị của khu vực vua Thái Đức Nguyễn Nhạc và vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Việc đưa ba anh em Nguyễn Nhạc trở về lịch sử không phải là một sớm một chiều, vì những gì viết về họ đó đã qua nhiều tình huống khác nhau, từ cực đoan nhất là phủ nhận hoàn toàn 30 năm đầu tiên đến việc ghi chép thành phần bệnh nghịch 60 năm kế tiếp, và rồi dần dần đặt họ trở lại trong lịch sử một cách khách quan hơn đầu thế kỷ 20. Đến gần đây, khi việc đề cao triều đình Tây Sơn được coi như quốc sắc, nhất là có nó những động lực chính trị, thì tài liệu và sách vở viết về nhà Tây Sơn bỗng dưng nở rộ. Thế nhưng những gì mà chúng ta biết về giai đoạn nhũng nhương này phần lớn dựa vào ngoại sử kèm theo những tư tưởng và thêu dệt nhằm mục đích riêng tư hơn là đưa ra sự thật. Bên cạnh tài liệu chính trích từ sử sách là những cố gắng giải thích vị trí của anh em Nguyễn Nhạc bằng phong thủy, bằng cơ duyên, lòng trong khuôn mẫu thường dùng để hiện thoại hóa các doanh nhân. Không hiếm sách vở miêu tả anh em Tây Sơn và các tướng lãnh của họ như những hiệp sĩ võ công cao cường trong các tuyệt kiếm hiệp với tài năng phi thiềm tẩu bất không thể có được trên thực tế. Nhiều nhân vật vốn dĩ mờ nhạt nay được đem trở lại hậu trường để trở thành những bản sao của Khổng Minh, Bàn Thống hay Quan Vũ, Trương Phi, mà dần dà người ta coi như một sự thật. Trên phương diện nghiên cứu, những chi tiết đó nếu loại ra cũng không có gì thay đổi, nếu không nói rằng nhiều khi nó còn làm cho sự việc sáng tỏ hơn. Ngay cả những nhà nho cũng chỉ là vai phụ, dù cho đó là Giáo Hiến hay Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Thiếp, và sự ràng buộc càng máy mau giữa văn thần võ tướng theo kiểu mẫu truyện tàu xem ra chỉ là thêu dệt đánh giá quá cao kẻ ngồi trong tự chướng. Nếu quả có thật mà phủ nhận công lao của người trực tiếp đối diện với dầu sôi lửa bỏng, anh em Nguyễn Nhạc đứng lên hoàn toàn không do những động lực tâm lý thúc đẩy bởi giới đọc sách, và lại càng không cần dựa vào họ mỗi khi cần phải có một quyết định sinh tử. Việc đạt hầu như toàn bộ các tài liệu lịch sử thứ cấp viết về triều Tây Sơn dưới lăng kính phê phán chắc chắn sẽ bị nhiều người phản bác, nhưng bù lại chúng ta lại có thể lần tìm ra một số mắc xích đất mà từ trước đến nay thường bị các nhà nghiên cứu bỏ qua. Khó khăn to lớn nhất khi nghiên cứu về thời đại Tây Sơn là chúng ta có rất ít tài liệu nguyên thủy từ những nguồn khả tín được viết từ ngày chính thời kỳ đó, mà phần lớn dựa theo các văn bản viết sau sự việc nhiều năm, có khi nhiều chục năm, do những người không liên quan gì đến biết biến cố khi ghi theo truyền khẩu chứ không phải chính họ tham dự hay mắt thấy tai nghe. Những tác phẩm đó được hình thành thường để bày tỏ một xu hướng chính trị cực đoan nên các chi tiết lại càng dễ bị bóp méo,
cho phù hợp với chủ tâm người viết. Hết phần 1. Tác phẩm đánh giá lại một số tài liệu về thời kỳ Tây Sơn. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, Sử Triều Nguyễn.